Loa Mạch xin chào cả nhà nha. Thì bây giờ mình đang đứng đây là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đường ra bến xe miền Đông nè cả nhà ơi. Và ở trước mặt chúng ta là Hàng Xanh nha cả nhà, ngã tư Hàng Xanh. Lưu lượng thì vắng, nay vắng cả nhà ơi. Hôm nay là ngày lễ nè, ngày đầu tiên của ngày lễ nè, vắng cả nhà ơi. Nói chung là lưu lượng xe rất là ít. Các cửa hàng thì cả nhà đóng cửa rất là nhiều, người ta nghỉ lễ. Còn một vài cửa hàng bung mở ra thì cũng lèo tèo thôi cả nhà ơi, không có khách được nhiều. Nhà đâu trước mặt là thông thống luôn, nguyên con đường thênh thang luôn cả nhà ơi. Các cửa hàng hai bên là đại đa số là đóng cửa nghe cả nhà. Nói chung là hôm nay là về quê rồi, hết rồi cả nhà ơi. Ai có quê thì về quê, ai không có quê thì đi du lịch, còn ai mệt quá thì nằm ở nhà ngủ. Nói chung là nhiều sự lựa chọn vậy thôi. Hồng Bàng, trường đại học Hồng Bàng bên tay phải đi, trường đại học Hồng Bàng cả nhà. Nói chung là nay là chạy sướng luôn cả nhà. Cửa ngõ thành phố là thường là xe rất là đông, chạy là kẹt xe luôn thường xuyên. Hôm nay là chạy là thông thống luôn. Nãy giờ mà mình đi từ bên Hóc Môn mà đi qua đây là không có chút kẹt xe nào hết. Bên tay phải là trường Đại học Kinh tế Tài chính nha cả nhà. Đại học Kinh tế Tài chính 141, 145 Điện Biên Phủ. Đây là bùng binh Hàng Xanh nha cả nhà. Bên phải là đường Hoàng Sa cả nhà ơi, Hoàng Sa Trường Sa bên phải đó, đi thẳng là cũng là Điện Biên Phủ tiếp rồi ra Võ Thị Sáu đồ cả nhà. Rồi bây giờ mình quẹo tay trái cả nhà ơi, mình qua đường cái gì Khiêm, Nguyễn Bính Khiêm. Bính Khiêm này là nó cổng chính của sở thú thành phố. Ghé sở thú không chú? Ghé sở thú không? Ghé sở thú coi thú. Trơn cả nhà ơi. Còn đây là một căn nhà là cho thuê. Nhà cho thuê chính chủ, cho thuê mặt bằng nữa, hai căn liên tiếp luôn cả nhà ơi. Vừa đóng cửa ngày lễ mà vừa cho thuê mặt bằng đóng cửa luôn. Rồi lên mắt 81 một chút nè, lên mắt 81 á chút. Mình mới đi ra ngã tư Nguyễn Đình Chiểu nè cả nhà. Bên tay phải là Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh VOV cả nhà. Còn bên tay trái tòa nhà REM hả? REM, tòa nhà REM. Nó làm giống như bê tông vậy, ốp gạch ốp gì mà làm giống như cổ vậy.
Đây cho thuê mặt bằng nữa cả nhà ơi. Hồi nãy giờ bên kia đường nữa, bên kia đường bán hoặc là cho thuê nữa. Hả? À đây VOV. Rồi. Tính ra là mặt bằng cho thuê đâu trả mặt bằng đâu nhiều quá cả nhà ơi. Thì trên đường Nguyễn Minh Khiêm cả nhà. Ồ. Bên tay trái là sở thú thành phố cả nhà ơi. Wow. Oh, wow, đông quá trời luôn. Đông quá đông luôn cả nhà ơi. Wow. Quá trời người vô mua vé luôn. Đứng đi anh đi, từ từ cho xe đi vô anh. Quá trời luôn cả nhà ơi, hôm nay là ngày lễ. Quẹo quẹo qua đây luôn đi. Đi Lê Dưỡng nè. Quay đã. Ờ nay nay vô sở thú quá trời luôn cả nhà ơi. Kẹt xe ở ngay cổng sở thú luôn á. Đây ngã tư Đinh Tiên Hoàng nha cả nhà. Bên đó là qua cầu bên đó kìa. Các cơ quan đồ Đinh Tiên Hoàng ở lộn Lê Dẫn bữa nay là chắc đóng cửa. Đa số là ngân hàng, là đại sứ quán, đường Lê Dũng này cả nhà, các văn phòng, chỉ có mấy quán cà phê là còn mở rồi cả nhà ơi. Ngã tư mặt Đỉnh Chi mình mới đi qua nghe cả nhà. Đây, giờ nói chung là ở trước mấy cái tòa nhà này ngày thường là đông đúc, họ đứng họ chờ cả nhà. Giờ vô làm thủ tục ở lãnh sứ quán. Hôm nay thì vắng tanh đây, nghỉ luôn rồi, họ cũng nghỉ chứ. Lễ Việt Nam mà. Nói chung là có khúc này thấy đông đông lại đây đi chơi rất tập trung về đây quá, chắc là hơi vô Đinh Độc Lập thôi. Như Độc Lập nay như cũng mở cửa. Bên tay phải là tòa nhà Diamond Plaza. Diamond là gì chút? Kim cương hả? Rồi cái xe đậu rồi, cái cổ cao lên nè. Bên tay trái là nhà thờ Đức Bà đó nha, đang trùng tu đây mà không biết tới khi nào mới xong được cái nhà thờ Đức Bà đó cả nhà ơi, trùng tu lâu lắm rồi.
trước mặt là hội trường Thống Nhất à, Dinh Độc Lập. Nay chắc mở cửa cho vô tham quan cả nhà ơi. Chắc đông lắm chút à. Ở bên tay phải, bên tay trái, bên tay phải, bên phải, bên trái luôn cả nhà. Cà phê bệt. Cà phê bệt ở công viên cả nhà ơi. Đó. Rồi. Quá trời, đây nay tập trung ở đây du lịch ở đây nhiều lắm cả nhà ơi. Quá trời luôn chút rồi. Hôm nay Dinh Độc Lập quá con, bữa mình đi nè. Dinh Độc Lập nè. Xếp hàng luôn kìa, xếp hàng rồng rắn lên mây luôn cả nhà ơi. Xếp hàng rồng rắn lên mây vô Dinh Độc Lập. Xếp hàng rồng rắn lên mây đi Dinh Độc Lập cả nhà ơi. Quá trời luôn. Sở thú nãy cũng đông, giờ Dinh Độc Lập cũng đông nữa. Ở ngoài cửa ngõ thì nó bắn te cả nhà. Bây giờ vô tới đông là mấy cái chỗ mà khu du lịch, khu vui chơi đồ bắt đầu là giờ đông rồi cả nhà ơi. Giờ mình ra bến Bạch Đằng rồi mình vòng lại chỗ Nguyễn Huệ thử coi. Giờ mình vòng ra bến Bạch Đằng nha cả nhà. Quẹo quẹo đưa tay trái ra chút. Sao á, kéo mưa, có mưa, có mưa. Mẹ mày, mày để trên mẹ không có chịu máng vô. Đây đây à, mẹ mày để trên không, không máng vô. Xíu nữa mất kéo mưa bảo bối rồi. Mùa mưa này là mất kéo mưa là mệt lắm á. Đúng rồi, ngắm máy bay đó con, đây là bảo tàng đó, bảo tàng máy bay nè, bảo tàng lịch sử nè, chứng tích chiến tranh vậy á. Không, nữa mình quay rồi. Trước mặt là ngã tư Bách Tơ cả nhà ơi, mình đang đi là đường này là đường Lý Tự Trọng nha cả nhà. Ngã tư trước mặt là Bách Tơ. Trước mặt là ngã tư Đồng Khởi nha cả nhà ơi. Con đường này vắng hoe cả nhà, vắng hoe luôn cả nhà ơi, vắng lắm, nhưng mà chỉ có nữa cái chỗ du lịch vui chơi rồi nó lại đông thôi. Mà bây giờ tập trung đổ về đó. Đây là ngã tư Hai Bà Trưng nha cả nhà.
Rẽ trái thì đi về Phú Nhuận Gò Vấp luôn cả nhà ơi, ngã tư Phú Nhuận. Giờ mình rẽ phải, rẽ phải mình đi ra đây là ở trước mặt là chỗ tượng ông gì? Trần Nguyên Hãn, Đức Thánh Trần. Để mình ra bến Bạch Đằng cả nhà. Bên tay phải là nhà hát thành phố cả nhà, sau lưng của nhà hát thành phố và khách sạn Caravan. Tay trái là EVN SBC, tòa nhà của điện lực, công ty điện lực cả nhà ơi. Bên tay bên trái đứng đây đi, đứng đây đi, đứng đây, tôi quay lại, đứng đó, kêu ở đó, cái gì vậy, đã nói là đứng đó đi, trời ơi, ê, cho thuê mặt bằng 2-3 căn liên tiếp luôn cả nhà ơi, cho thuê văn phòng nữa, sơn tà lưa luôn. Đây bảng cho thuê nữa. Đây là ngã tư Đông Du nghe cả nhà. Bên tòa nhà văn phòng thì xây tới nay cũng lâu lắc rồi mà chưa xong luôn cả nhà ơi. Ôi rỉ sét luôn à. Hàng rào rỉ sét luôn cả nhà ơi, cũ kỹ rồi đó. Lâu lắm rồi. Đây là công trường Mê Linh nha cả nhà. Đức Thánh Trần Đạo. Tượng Đức Thánh Trần Đạo nha cả nhà ơi. Chỉ ra bến Bạch Đằng. Nay cũng ra đây không mát cả nhà, quá đông luôn. Đi ra đây không mát thôi, trời hôm nay cũng mát mát dịu dịu nữa nè. Bến Bạch Đằng. Nhưng mà Bạch Đằng được thôi chứ không đông lắm. Nói chung là cũng nhiều rồi, ra đây không mát thôi. Đây Bến Bạch Đằng nha cả nhà. Bến Bạch Đằng đó, ngày lễ đó cả nhà ơi. Bến Bạch Đằng ngày lễ. Đây là đường Nguyễn Huệ cả nhà ơi. Đường Nguyễn Huệ nó trưng bày những bức ảnh lịch sử. Làm những cái bồn hoa trưng bày những bức ảnh lịch sử cả nhà ơi. Thì đây mấy cái tòa nhà điều khiển cái nhà chắc cất lên để điều khiển sân khấu, chắc tối nay có chương trình ca nhạc chào mừng, tối nay có chương trình ca nhạc chào mừng lễ quốc khánh cả nhà ơi. Cô dâu ra đây chụp hình luôn à.
đối chút người giả hay người thiệt, đối chút người giả hay người thiệt hả? Thiệt coi nè, người thiệt á, làm tượng đứng, làm tượng đứng đứng giữa giữa sân khấu đó chú. Người thiệt đó chú, người thiệt đứng giữa sân khấu đó chú. Bên kia nó có nữa cả chú. À, bên này nữa nè chú ơi. Ờ, có chị bồ câu à chú, đứng cầm cái cục cục vàng à. Đứng mệt quá thì ấy thôi. Ồ, chị bồ câu quá trời luôn mà chú. Trước mặt là đường Lê Lợi, ngã tư Lê Lợi. Wow. Ừ, các cô các chị mặc áo dài cả chút. Đây có chương trình ca múa nhạc kìa chút ơi. À, hèn chi có các cô các chị chụp mặc áo dài nè chú. Tóc tóc ca hả? Bên tay phải là khách sạn Caravan Sài Gòn rồi cả nhà ơi. Nãy là mình đi ngang là mặt mặt sau, giờ mình vòng ra mặt trước lại vòng lại mặt sau. Ồ. Hôm nay cũng đi chụp ảnh cưới rồi chú ơi, quá trời luôn rồi chú. Đây nữa là chú ơi. À. Xe buýt đó là hả? Ờ. Oreo. Mình giờ mình vòng lượt đường Nguyễn Huệ nha, qua Lê Lợi của Nguyễn Huệ đó biết. Dạ hả? À. Như bữa nay cho tham quan đây mà không biết hình như nó chắc nó không cho chụp hình đó. Tham quan thôi cả nhà ơi. Được tham quan, ủy ban dân thành phố được tham quan. Được chụp hình nè chú.
vô đó tham quan không? Vô đó tham quan ủy ban không? Ủy ban dân thành phố thì văn phòng làm việc thôi, có gì đâu. Rồi thôi khỏi đi. Đây có mấy kỳ sứ đẹp cả nhà ơi. À, chụp hình cưới nữa rồi chút ơi. Này chụp ảnh nghệ thuật hay chứ. À, đây đường Lê Lợi rồi cả nhà. À, chơi cái này nó trắng trước cửa nhà tao, bán và cho thuê bán quá trời luôn cả nhà ơi. Đậu đó đi. Đây cả nhà, bán cho thuê, bán cho thuê nhiều lắm cả nhà ơi. Nguyên một khúc luôn, nằm gần ngay cái chỗ cái chỗ mà xuống tàu điện ngầm á cả nhà. Bởi mấy cái nhà gần gần đó là buôn bán không được, bán và cho thuê luôn. Nhà đang kêu là ngàn tỷ dắt giảm xuống nửa quá. Trước mặt là ngã tư Bách Tơ cả nhà ơi. Lê Lợi Bách Tơ. Ở đây cũng quá trời luôn cả nhà ơi, thuê cho bán và thuê.